What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng đi review cho anh em một trong những cái màn phím cơ giá cực kỳ là thấp và nó có đầy đủ các tính năng như là Blue Switch này, Red Switch này, hay là có đèn LED RGB vân vân. Và cái giá của nó thì chỉ khoảng tầm hơn 500 ngàn mà thôi. Quá là hấp dẫn luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi mở hộp và đánh giá con bàn phím RGB này nhé. Let's go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hộp của nó khá là lạ so với những con bàn phím khác, thì nó sẽ được làm bằng một cái hộp màu trắng, khác với những con khác thường sẽ được làm bằng hộp màu nâu, xám hoặc là màu đen. Tuy nhiên thì con này lại là màu trắng nha các bạn. Tuy cái hộp nó màu trắng nhưng bàn phím của nó lại hoàn toàn màu đen, không có phiên bản màu trắng nhé. Bây giờ mình sẽ cùng mở hộp luôn. Con này nó làm cái hộp màu trắng nhưng mà nó làm khá là chắc chắn và cái hộp của nó cũng rất là đẹp so với lại những cái con mà dùng hộp giấy bị cắt tông nhìn hơi cùi á. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một chiếc bàn phím nằm gọn ở giữa đây, một cái cuốn cửu âm chân kinh. Cuốn này thì nó cũng sẽ có bao gồm cả tiếng Anh nữa, nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể đọc. Đó, nó nằm gọn ở giữa đây. Ở phía trong này chúng ta còn có một cái nhổ keycap nhỏ nhỏ ở đây. Rồi, chiếc bàn phím này sẽ được gói gọn ở giữa hai cái mút và nó sẽ được bọc một cái tấm, một cái túi ni lông như thế này. Rồi, mình sẽ lấy chiếc bàn phím ra, không còn gì hết. Ok, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là con bàn phím Yuya X51 RGB. Thì như các bạn đã thấy khi mà mình mở ra thì ở bên trong chúng ta có một chiếc bàn phím cực kỳ là gọn gàng. Ở phía xung quanh này không hề có thừa ra. Tức là nó sẽ không có làm theo cái kiểu mà nó hơi gồ ra một chút như các bàn phím khác, mà nó sẽ gọn bò sát với lại những cái bộ keycap ở phía bên trên này luôn. Và cái form của nó sẽ là form chuẩn, layout chuẩn, cho nên các bạn có thể yên tâm là có thể chơi được keycap thoải mái, không phải sợ về những cái vấn đề như những cái con bàn phím dùng các cái layout dị. Rồi khi mình mở ra thì đầu tiên cái ấn tượng của mình đó chính là cái form nhỏ gọn của em này. Nó rất là gọn gàng luôn, rất là thích hợp cho những bạn nào mà mang đi. Và cái tiếp theo nữa là cái viền xung quanh của nó sẽ là viền diamond cut CNC. Và ở trên chúng ta sẽ thấy có một lớp sơn màu đen như thế này. Lớp sơn này sẽ giúp cho chúng ta chống cháy cũng như là chống giật. Tuy nhiên thì cái CNC cắt xung quanh sẽ không có, nên nếu như mà các bạn muốn chống giật hoàn toàn thì tốt nhất là nên đi dép hoặc là nối đất PC nhé. Nhìn về phía bên tay phải thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái logo Yuya của nhà sản xuất ở đây. Layout của em này sẽ là layout 87 phím nha các bạn, tức là sẽ không có phần numpad ở phía bên phải. Chúng ta sẽ đi qua cái phần keycap của em này. Keycap em này sẽ được làm bằng nhựa ABS Double Shot và keycap này sẽ được làm seamless. Như các bạn đã biết thì cái bộ keycap ABS Double Shot sẽ giúp cho chúng ta sẽ không bao giờ bị bay chữ theo thời gian, cũng như là giúp cho seamless đẹp hơn. Và đặc biệt hơn là cái phông chữ này sẽ được cải tiến hơn khá là nhiều so với những con bàn phím cơ đến từ Trung Quốc khác, mà nó sẽ dùng phông chữ nó nhỏ gọn hơn. Về trên bàn phím thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái nút function, tức là nút thao tác nhanh ở trên này, ví dụ như là mở Windows hay là Internet, mở bàn tính vân vân, rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi lật sang mặt sau một chút. Ở mặt sau chiếc bàn phím này thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím ở đây. Và có bốn cái lớp cao su để chặn lại cho không bàn phím không bị di chuyển. Về phía mặt sau của em này thì làm khá là đơn giản, không có gì cầu kỳ. Có lẽ là do nhà sản xuất hướng tới cái giá thành cực rẻ của em này. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái lỗ nhỏ để thoát nước phòng trường hợp. Ví dụ như chúng ta đổ nước vào thì nó sẽ thoát nước nhanh hơn. Đó, hết rồi, mặt sau thì không có gì đồ vật. Em này đang sử dụng một bộ dây cáp bọc dù rất là chắc chắn như thế này. Dây cáp của nó cũng làm khá là nhỏ, không có to, cho nên sẽ giúp cho chúng ta nó đỡ cứng, cái dây nó không có bị cứng quá thì sẽ khó mà đi dây. Đồng thời là nó vẫn trang bị cục chống nhiễu, tuy nhiên thì đầu USB của nó sẽ không có được mạ vàng mà chỉ là đầu USB bình thường mà thôi. Cái đoạn dây này của nó thì khoảng tầm 1,8m nha các bạn. Ok, thì em này sang sử dụng đó là hai loại switch Red hoặc là Blue switch. Và nó, cái hãng sản xuất của switch này thì là hãng Cizian. Thì nó cũng là một trong những cái hãng sản xuất switch đến từ Trung Quốc mà thôi, chứ không có gì nhiều. Đó, vẫn có phát ra tiếng clicky đàng hoàng. Về bản Red thì tất nhiên sẽ không có tiếng clicky nhé. Độ bền của em này thì nghe nhà sản xuất công bố sẽ là 50 triệu lượt nhấn. Còn cái đấy thì mình chưa có khẳng định được, tại vì mình phải qua sử dụng. Ok, vậy bây giờ mình sẽ sang cái đặc điểm nổi bật nhất của em này, đó chính là cái hệ thống đèn LED. Hệ thống đèn LED của em này sẽ là hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Bây giờ mình sẽ cùng lên đèn cho các anh em xem. Ok, thì mình đã mở đèn LED của em này lên rồi. Các bạn có thể nhìn thấy hệ thống đèn LED của nó khá là mượt mà. Đó, RGB của nó chạy mượt chứ không có như những cái con bàn phím khác. Và cái hệ thống của nó cũng khá là nhiều chế độ LED.
Mình sẽ hướng dẫn sơ qua các cái nút bấm cơ bản, ví dụ như là FN cộng với nút cộng này hoặc là nút trừ để tăng giảm tốc độ LED, FN cộng pay up để tăng độ sáng và FN cộng pay down để giảm độ sáng. Ngoài ra thì chúng ta có thể đổi màu của chế độ LED bằng FN lên hoặc là FN xuống. Đó, FN xuống để chuyển sang một màu như thế này. Hoặc là chúng ta có thể đổi chiều LED bằng FN qua trái hoặc là qua phải để nó chạy theo hướng ngược lại. Đó, rất là đơn giản đúng không? Còn nếu như mà các bạn muốn đổi chế độ LED thì chỉ cần FN và F9 thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có FN 1, 2, 3, 4, 5. Đó là những cái có thể cho phép chúng ta lưu các cái chế độ LED mà mình có thể tùy chỉnh. Ví dụ như ở FN 1 đây thì mình chỉ cần ấn FN và ấn nút ESC ở đây. Đó. Khi mà ba nút này nhảy chớp tắt như thế này thì chúng ta đã sang chế độ đó là tùy chỉnh. Thì mình có thể ấn đó, bất kỳ nút nào sáng hoặc tối như thế này. Đó, và mình cũng thể ấn nhiều lần để nó đổi màu LED. Đó. Sau khi mình điều chỉnh xong thì chúng ta ấn FN cộng với lại nút REC một lần nữa, tức là nút ESC. Thì nó sẽ lưu lại. Khi đó thì chúng ta sẽ có một chế độ của riêng mình. Đó, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ cùng show cho anh em các cái chế độ chạy LED của em này nha. Ok, như vậy là mình đã vừa mới cho các bạn xem các cái chế độ LED của em này. Khá là đẹp đúng không? Mới rất là nhiều chế độ luôn. Với cái tầm giá tiền chưa đến 600 ngàn thì có lẽ là rất là ít cái bàn phím nào mà hỗ trợ chúng ta có nhiều chế độ LED RGB mà lại đẹp như thế này. Lại còn có thể tùy chỉnh nữa. Rất là khó luôn đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ sang phần hiệu năng của em này. Thì em này đang có hai switch riêng biệt, đó là Red switch và Blue switch. Về Red switch thì các bạn đã biết đấy, nó sẽ bấm không có tiếng kêu, cho nên mình sẽ không có review cái Red switch mà mình sẽ cho các bạn nghe tiếng của Blue switch nhé. Về Blue switch của em này thì mình có cảm giác nó vừa tay, tức là nó không nặng cũng không quá nhẹ, rất là vừa tay. Tiếng clicky phát ra không quá to nhưng mà cũng đủ để cho các bạn biết đây là Blue switch, nó có tiếng lách tách nghe rất là rõ ràng. Và các cái nút cắt như là nút cắt này, nút shift hay là nút cái cap enter thì nó cũng rất là chắc chắn. Tuy nhiên thì nó vẫn còn có phát ra tiếng lọc sọc kiểu dạng như lò xo, có lẽ là do cái bui của em này không phải là dạng dùng các cái switch shift cho nên nó sẽ không có chắc. Ok, như vậy là chúng ta đã đi review sơ qua về chiếc bàn phím X51 RGB này. Chúng ta sẽ có được những cái gì về trong tầm giá của em ấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là gọn gàng, layout chuẩn, có thể chơi được mọi keycap. Cái bui của nó cũng khá là chắc chắn vì khi bề mặt được làm bằng kim loại này, dây cáp được bọc dù, có cục chống nhiễu vân vân. Và các đặc điểm nổi bật nhất của em này đó chính là cái hệ thống đèn LED RGB cực kỳ sáng cũng như là có rất là nhiều chế độ cho anh em. Vậy cái điểm yếu của em này là gì? Có lẽ chỉ có đến từ cái switch. Cái switch của em này thì không phải là switch danh tiếng, tuy nhiên thì cũng đến từ tàu mà thôi. Cái nhược điểm nữa thì có lẽ là không cần đáng chú ý lắm, đó là cái đầu USB không được mạ vàng. Cái đấy thì với cái tầm giá này mình khó có thể đòi hỏi hơn. Và nó sẽ không có phần mềm điều chỉnh. Có lẽ cái này cũng rất là ít, tại vì những bàn phím cao cấp thì mới có những phần mềm tùy chỉnh mà thôi, để dùng để macro phím ấy. Ok, vậy tóm gọn lại trong tầm giá hơn 500 ngàn thì các bạn có lựa em này không? Theo mình thì nó cực kỳ là đáng mua. Đáng mua hơn rất là nhiều so với những chiếc bàn phím trong thị trường hiện nay. Tại vì nó có thiết kế đẹp, có LED đẹp và có bui cũng rất là chắc chắn nữa. Đó là ý kiến của mình. Còn nếu mà các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì có thể để lại comment ở phía dưới phần mô tả nhé. Nếu mà các bạn muốn mua thì mình có để lại link ở phía dưới phần mô tả luôn đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Còn nếu mà các bạn muốn xem thêm các clip về gaming gear do Boss Gear thực hiện thì có thể xem ở clip ở bên trái đây hoặc là bên phải đây. Và nhớ ấn nút like, subscribe cho Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn, bye bye.